Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong thế giới Fairy Tale, các địa danh thường được tác giả đặt cho những cái tên vô cùng kỳ lạ, cũng như có một chiều dài lịch sử không tưởng. Ở video trước, chúng ta đã có một chuyến du lịch tại vương quốc Fiore và video đó được ủng hộ khá nhiều. Vậy nên, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chuyến đi nữa để tìm hiểu về nơi tưởng lạ nhưng ở đất quen thuộc. Đó chính là ngôi nhà chung cũng như ước mơ của biết bao anh em fan Fairy Tale. Hội pháp sư Fairy Tale không chỉ ở nơi khai sinh ra những huyền thoại, cái gai trong mắt của hội đồng mà còn là ban hội của những vị tiên. Nguồn gốc của cái tên Fairy Tale và tại sao Fairy Tale được thành lập là một trong những sự thật hay ho thú vị. Không mất nhiều thời gian hơn nữa, hôm nay mời các bạn cùng mình du hành thời gian bằng cổng Eclipse để đến với video tất tần tật về lịch sử của hội Fairy Tale. Đầu tiên, nền móng ban đầu. Đã nhắc tới lịch sử của hội Fairy Tale, không thể không nhắc tới những vị tiên sáng lập và nguồn cảm hứng bất tận từ vị tiên tử, người khai sinh ra cái tên Fairy Tale, Mavis Vermillion. Mavis là một cô bé của tuổi thơ bất hạnh, ngay từ nhỏ đã sống mà không có tình yêu thương từ cha mẹ, cũng như phải lao động khổ cực để trả một món nợ lớn cho hội Red Lizard. Tuy cuộc sống quá nhiều bất công, nhưng Mavis chưa một lần oán trách, ngược lại còn rất biết ơn vì hội đã cho cô ở lại. Mavis có tính cách hiền lành, hòa đồng, vui vẻ, dễ gần, đem lại cảm giác ấm áp cho những người xung quanh. Với ước mơ gặp được những vị tiên, Mavis luôn có suy nghĩ lạc quan, yêu đời vì cô được cha mẹ dạy rằng những vị tiên sẽ không bao giờ gặp những đứa trẻ hay khóc. Mọi chuyện diễn ra khá bình dị cho đến năm X769, một hội có tên là Blue Skull do có xích mích từ trước với Red Lizard. Họ tấn công, quét sạch mọi sự sống trên đảo. Mavis may mắn tránh khỏi thảm cảnh do ngủ quên. Tuy nhiên, Zera, con gái của hội trưởng lại không may mắn như thế. Trước khi rời khỏi thế giới, Zera đã hiểu được người trước mắt là một người tốt và đồng ý trở thành bạn của Mavis. Cũng chính vì nỗi đau mất đi người bạn, dẫn đến việc khai mở tiềm năng ma thuật vô tình tạo ra một Zera ảo ảnh. Điều đặc biệt, ảo ảnh này dường như có linh hồn của Zera, chứ không đơn thuần là một ảo ảnh bình thường. Từ đó, cô cùng bạn mình sống những ngày tháng tự do tự tại, yên bình trên đảo. Ngay từ bé, Mavis đã ham học hỏi, hầu hết thời gian rảnh cô đều tận dụng vào việc đọc sách. Cũng nhờ đó, Mavis có được một lượng kiến thức khổng lồ, nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở mức lý thuyết vì cô chưa từng rời khỏi đảo. Mavis cũng cho thấy bản thân thông minh như thế nào khi cụ hành thanh niên Yuri trong chính trò chơi mà anh ta tự hào nhất. Nếu để ý kỹ, ta có thể thấy những bài toán phân số khá rắc rối đã được Mavis hoàn thành, trong khi những đứa trẻ đồng trang lứa vẫn còn đang học bản cửu chương. 7 năm sau sự kiện hủy diệt ở đảo Tenro, hội thợ săn kho báu gồm Yuri, Warot và Prehito lên đảo nhằm mục đích tìm bảo vật Ngọc Tenro. Tuy nhiên, nó đã bị lấy mất vào 7 năm trước. Để mở mang tầm mắt về thế giới bên ngoài đảo cũng như tìm kiếm những vị tiên, Mavis xin nhập nhóm. Chính thời khắc Mavis rời khỏi đảo, bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay chuyển. Hành trình của Mavis. Sau một khoảng thời gian trên biển, cuối cùng cũng tới đất liền, nơi đầu tiên cô đặt chân đến là cảng Hageon. Nghe quen lắm đúng không? Đây là nơi diễn ra vụ đánh ghen đầu tiên trong Fairy Tail của anh Tóc Hồng. Nhưng điều đáng chú ý ở đây chính là cảng Hageon cũng là nơi gặp nhau lần đầu tiên của Mavis và Zeref. Có lẽ không phải một sự trùng hợp mà đó là một sự liên kết nào đó mà tác giả cố ý cài cắm. Khi đến được quán bar cần tra hỏi thông tin, bằng bộ não 200 IQ của mình, Mavis dễ dàng có được thông tin nhờ pha triệu hồi chi thuật một con hàng siêu to khổng lồ. Dù bản chất là hàng pha ke, tuy nhiên đang nói chuyện, tự nhiên nguyên con sói to vật vã xuất hiện trước mắt, không ức xỉu tại chỗ thì cũng ức hết cả quần. Sau khi biết được vị trí cần đến là Magnonia, cả nhóm nhanh chóng khởi hành. Magnonia lúc này là một hồ nước có phong cảnh hữu tình và đây cũng chính là nơi Mavis chọn làm trụ sở phá hoại sau này. Khi đến trung tâm thành phố, họ nhận ra nơi này đã bị hội Blue Skull chiếm đóng, bóc lột người dân nơi đây. Từ già trẻ lớn bé, chúng đều không coi ra gì, thích thì chúng đem ra làm công cụ để thử thách 24 giờ làm bia tập bắn. Với dòng máu nhân vật chính của phần Zero, Mavis quyết định ra tay hành hiệp chữ nghĩa, đánh đuổi bọn Blue Skull tàn ác. Lý do bọn chúng lộng hành trong khi bọn chúng là hắc hội, có lẽ vì thời điểm đó hội đồng ma thuật còn rất gà mờ, hầu như chẳng làm được gì. Mãi sau này, các hội pháp sư nổi lên ở khắp nơi, hội đồng bắt đầu được chú ý và những ma đạo sĩ mạnh mẽ mới bắt đầu gia nhập hội đồng. Quay lại với mạch chính, trong khi phe địch toàn pháp sư hàng riêu, chưa kể cả gầm đỏ còn khá ao trình. Nhóm Mavis toàn những người trẻ tuổi, đến cả khái niệm về ma thuật còn chưa nắm rõ, thì lấy gì so với kẻ địch. Chưa kể, ma thuật của Mavis cũng chỉ dùng để hù dọa là chính, một khi bị phát hiện, nó chẳng khác nào trò đùa. Rơi vào thế khó, nhóm Mavis thảm bại, Yuri bị thương nặng, trong khi Prehito trở thành thế chột. Áp dụng định luật bảo toàn tính mạng, nhóm Mavis rút lui vào rừng. Khởi nguyên của hội pháp sư. Tại đây, cuộc gặp gỡ định mệnh tạo nên toàn bộ Fairy Tail mới thực sự bắt đầu. Trong lúc suy tư và cách biệt quá lớn giữa đôi bên, Mavis vô tình gặp Zeref đang tắm ở hồ gần đó. Tất nhiên, đang tắm thì làm gì có mảnh vải nào trên người. Và thế là chị dâu của Natsu nhìn thấy những thứ chưa nên thấy.
Jeff không muốn lời nguyền mà mình gánh chịu làm hại một thiếu nữ đáng yêu như Mavis nên anh chủ động rời khỏi. Tuy nhiên, điều bất ngờ, Mavis không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí cô còn biết được đó là lời nguyền Anseram. Không những thế, Mavis còn giải thích cho chúng ta nghe luôn về lời nguyền. Khi càng yêu quý sự sống, sẽ càng giải phóng năng lượng chết chóc và ngược lại. Điều này khiến hắc pháp sư vô cùng bất ngờ. Nhận thấy cơ hội ăn điểm trước mặt Crush, Mavis sử dụng ảo ảnh để an ủi Jeref, tiện thể như anh dạy pháp thuật cho mình. Về mặt nào đó, Jeref cũng chính là một trong những người góp phần tạo ra Fairy Tail. Gặp được thầy tốt, các thành viên trong nhóm lần lượt học được cách sử dụng ma thuật. Yuri là lôi thuật, Warot là mộc thuật, còn Frehito phát triển lối đánh xạ thủ. Riêng Mavis do có sẵn nền tảng nên giáo viên Jeref dạy kèm một với một, hướng dẫn một hắc thuật cực mạnh. Mình khá enjoy cái moment Mavis với bộ đồ mới cũng như thắt hai bím tóc, nhìn rất năng động và hoạt bát. Khi đến ngày tấn công Blue School, Mavis và Zera thành công bẫy được hội trưởng của chúng. Tuy nhiên, kế hoạch đã có bước ngoặt khi Yuri chạm vào ngọc Tenro và bị cái ác trong viên ngọc chiếm lấy cơ thể. Để cứu Yuri khỏi sức mạnh hắc ám, Mavis buộc phải sử dụng ma thuật chưa hoàn thiện, lo hay còn gọi là pháp tắc. Ma thuật được cho là có thể phán xét cái ác và cứu lấy cái thiện. Nó đã thành công cứu sống Yuri khỏi bộ xương rồng. Tuy nhiên, vì một cô bé tuổi mới lớn sử dụng ma thuật quá mạnh, chưa hoàn thiện đã ảnh hưởng đến cơ thể. Hậu quả Mavis không thể lớn lên được nữa, mãi mãi dừng ở tuổi 13. Thế nhưng, đây chỉ phải điều buồn nhất khi Mavis nhận ra Zera, người bạn thuở nhỏ của mình, đã không qua khỏi tại đảo Tenro vào 7 năm trước. Nó trở thành cú sốc quá lớn với Mavis. Tuy vậy, một người chỉ thật sự chết đi khi họ bị lãng quên, cho nên Zera sẽ mãi mãi tồn tại trong tâm trí Mavis. Hiện tại, Mavis đã không còn là kẻ cô đơn, mà cô đã có những người bạn thật sự. Hãy lấy đó làm động lực để tiếp tục sống, bước tiếp cho hành trình còn rất dài phía trước. Nhận thấy khi mất đi Blue School, Magnolia tuy được giải phóng, nhưng lại chịu một cuộc khủng hoảng lớn hơn. Vì dù bị kiểm soát, nhưng Blue School vẫn đem lại cho người dân một nền kinh tế bậc trung. Thế là Mavis nghĩ, sao không lập một hội pháp sư để bảo vệ và giúp đỡ mọi người trong thị trấn, cũng như một nơi để trở về sau những chuyến phiêu lưu. Với cam kết sẽ không phá hủy nhà cửa, công trình, cộng với bọn họ là những người hùng giải phóng, áp bức, người dân hết lòng ủng hộ. Thiết nghĩ nếu biết tương lai xuất hiện những thành phần như thằng đầu lửa, đi đến đâu là sập nhà đến đó, có cho tiền họ cũng không đồng ý. Khi nghĩ đến cái tên cho hội, Mavis nhớ đến khoảng thời gian cùng Zera sinh sống tại đảo Tenro. Tiên có đuôi hay không? Tiên có thực sự tồn tại? Một bí ẩn vĩnh hằng, một cuộc phiêu lưu vĩnh hằng. Và thế là vào tháng 4 năm X686, Fairy Tail ra đời ở ngay thị trấn Magnolia với hội trưởng đời thứ nhất là Mavis Vermillion. Thời kỳ chuyển giao thế hệ. Lịch sử hình thành thuở sơ khai của bang hội huyền thoại đã kết thúc, nhưng đó chưa phải tất cả. Sau khi Fairy Tail được thành lập, hội trưởng Blue Kun quyết tâm rửa mối nhục thất bại. Ông tạo ra hội mới với cái tên Phantom Lord. Những bóng ma sẽ không bao giờ đội trời chung với tiên tử. Tiếp sau đó là những sự kiện làm nên tên tuổi của Fairy Tail. Vào tháng 7, cuộc chiến thương mại lần thứ 2 bùng nổ. Đến tháng 2 năm X688, hội pháp sư chính thức tham gia. Tài năng lãnh đạo cộng với chiến lược, chiến thuật đúng đắn sáng tạo của Mavis đã đem đến thắng lợi vẻ vang. Nếu Khổng Minh Gia Cát Lượng được mệnh danh là quân sư tài ba nhất thời Tam Quốc, thì tiên tử chiến lược Mavis cũng được mệnh danh là bộ não vĩ đại trong cuộc chiến thương mại lần thứ 2. Mỗi khi nhắc tới cái tên Mavis trên chiến trường, kẻ địch không khỏi khiếp sợ. Một cô gái tuy nhỏ nhưng không kém phần bá đạo. Tháng 5 năm X690, cuộc chiến thương mại kết thúc, Yuri kết hôn, đồng thời hiệp ước cấm giao chiến với các hội pháp sư đã được ký kết. Tháng 3 năm X696, con của Yuri ra đời, được Mavis đặt tên là Makarov, sau này là hội trưởng đời thứ 3, thứ 6 và thứ 8. Cũng trong năm X696, Mavis gặp lại Zeref và phát hiện bản thân đã bị nguyền rủa bởi thần Anseram do sử dụng lo thay đổi vận mệnh của người khác. Một thời gian sau, Mavis rơi vào trạng thái giấc ngủ vĩnh hằng do trước đó hai kẻ bị nguyền rủa đã có tình cảm với nhau. Vrehito bí mật đưa Mavis về hội tiến hành tìm kiếm phương thức hồi sinh. Trong lúc tìm cách hồi sinh người bạn nhỏ nhắn, ông phát hiện ra một sinh linh bé nhỏ đang dần hình thành, kèm với đó là một nguồn ma lực khổng lồ, sau này trở thành vũ khí bí mật chỉ hội trưởng mới được biết tới. Nó được gọi là Lumen Histoi, Fairy Heart hay tên tiếng Việt là trái tim tiên tử. Vrehito giúp August được sinh ra an toàn, nhưng sau khi nhận ra đứa trẻ này có nguồn ma lực khổng lồ, nên ông bỏ cậu lại một mình trên núi. Bằng tiềm năng ma pháp hơn người, cậu biết được quá khứ của mình và theo cha mình là Zeref đi phiêu lưu khắp nơi. Tuy nhiên, Zeref và Mavis lại không hề biết về chuyện này. Năm X697, mộ của Mavis được xây dựng trên đảo Tenro, linh hồn của Mavis cũng ở lại hòn đảo. Theo tâm nguyện của Mavis, Vrehito trở thành hội trưởng đời thứ 2 của Fairy Tail. Năm X730, Yuri qua đời. Năm X731, Vrehito sa ngã dấn thân vào con đường hắc thuật, Warot rời khỏi hội và ở ẩn. Năm X736, Vrehito nhường vị trí hội trưởng lại cho Makarov. Ông rời khỏi hội, bắt đầu con đường tìm kiếm Zeref, sau đó thành lập hắc hội Grimmohurst. Sau khi Makarov đảm nhận trách nhiệm hội trưởng đời thứ 3, Fairy Tail tiếp tục giữ vững bản sắc của bang hội số 1 Fiore. Trên đây là tất cả những sự kiện liên quan đến lịch sử hình thành của Fairy Tail mà mình đã tổng hợp. Tuy nhiên, vẫn còn một bonus nữa. Trước khi ra đời bộ manga Fairy Tail,
tác giả tạo ra một quan sát tiền nhiệm làm bước đệm cho Fairy Tail sau này, đó chính là Fairy Tail hay chuyện cổ tích. Nó được ông vẽ vào năm 2002, có khi còn lớn hơn một số bạn đang xem video này. Nếu các bạn muốn, mình sẽ để link ở dưới phần mô tả. Lucy gia nhập Fairy Tail. Ở phần lịch sử đầu tiên kể về nhân vật chính là Mavis và quá trình thành lập Fairy Tail. Ở phần này sẽ là hành trình của Lucy và những người bạn. Mọi thứ bắt đầu vào ngày 2 tháng 4 năm 1784. Đây cũng là ngày mà định mệnh sắp đặt để Lucy gặp Natsu tại cảng Hageon. Cũng trong thời gian này, ma thuật diệt rồng của đầu lửa và tiên linh thuật của chỉ tóc vàng lần đầu debut đã thổi bay một phần bến cảng, báo hiệu tương lai đầy sóng gió của hai anh chị. Hai ngày sau đó, Lucy được dẫn thẳng tới hội Fairy Tail. Không khí tại đây vẫn nhộn nhịp, múa quạt, cười đùa như những ngày đầu thành lập. Hiện tại đã trải qua hai đời Hokage, hai đời hội trưởng, người đang đương nhiệm là Makarov. Natsu, Lucy và Happy đã cùng nhau giải cứu Makao thoát khỏi hiểm cảnh, lập thành tổ đội chú hề thực hiện công việc phá hủy cuốn sách của Everlue, nhưng đến cuối cùng lại chẳng được đồng nào. Tuy nhiệm vụ cộng tác đầu tiên của Lucy có hơi củ chuối, nhưng nó vẫn là nền tảng cho những bước tiến vượt bậc sau này. Sự kiện lớn đầu tiên, kế hoạch của Esenwan. Hắc hội Esenwan muốn sử dụng ma thuật hắc ám có tên là Lunblabi khai mở bài hát bị nguyền rủa. Ban đầu, nó có hình dạng một cây sáo, mỗi khi âm thanh từ nó phát ra, người nghe phải chịu đau đớn. Tới thời điểm nhất định, linh hồn sẽ bị chính cây sáo hấp thụ. Esenwan muốn lợi dụng kỳ họp thường niên của các hội trưởng để tiêu diệt tất cả đầu não của chính hội. Lẽ ra, mọi chuyện đã thành công nếu không có sự nhúng tay của nhóm Natsu. Nhờ sự cộng tác ăn ý của những thành viên máu mặt nhất hội, sự giúp sức từ tinh linh Vigo, không chỉ Erigo ăn một rổ hành mà kế hoạch cũng đổ bể hoàn toàn. Tuy gặp chút trục trặc ngoài dự kiến khi Kageyama định sử dụng cây sáo, nhưng trước thông não chi thuật đỉnh cao đa cấp của Makarov, mọi chuyện đã không xảy ra. Bằng một cách nào đó, Lunlabi trở lại hình dạng thật, một con quỷ Aetherius trong cuốn sách của Zeref. Lúc là quỷ thì mạnh đấy, nhưng quỷ thì cũng có quỷ đít quỷ đát. Chưa kể gặp phải nhóm hổ báo nhất Fairy Tail, Lunlabi coi như ăn chuối cả nải. Khoảnh khắc combo giữa ba thành viên thuộc tổ đội mạnh nhất, Lunlabi còn lại đúng cái nịt, đồng thời nơi tổ chức cuộc họp cũng bốc hơi. Kết quả hội Fairy Tail đền bù thiệt hại SML, Esenwan giải thể chuyển địa chỉ vào Juventus. Hóa giải lời nguyền đảo Galuna. Sự kiện bắt nguồn từ Natsu khi cậu cố tình chơi chọi, thực hiện nhiệm vụ cấp S, kéo theo đó là đủ thứ rắc rối không chỉ cho bản thân mà còn cho ba thành viên còn lại. Nội dung chính của lần phá đảo này là hóa giải lời nguyền, nhưng vô tình can thiệp vào kế hoạch giải thác Deliora bằng nguyệt lệ của Leon. Không những phải đối diện với bóng ma năm xưa, những lần bản thân bất lực nhìn những người mình yêu quý ra đi, Gray còn phải đối đầu với người mà anh từng coi là anh em. Trong một tháng thiếu suy nghĩ, Gray đã thi triển võ băng, ma thuật mà sư phụ Uru từng sử dụng để phong ấn Deliora. Nhờ sự can thiệp kịp thời cộng với thông não chi thuật, đau lửa đã cứu hàng tử băng một pha tự hủy, vì cái giá phải trả chính là mạng sống của người sử dụng. Chính hành động tuy thô nhưng rất thật, đã vực dậy ý chí đang dần lụi tàn, tiếp thêm sức mạnh để Gray đánh bại bóng ma trong quá khứ một lần và mãi mãi. Dù sau đó Deliora vẫn được giải thoát, nhưng bao năm bị giam cầm, sức mạnh của nó đã bị triệt tiêu toàn bộ, hiện tại chỉ còn lại cái vỏ rỗng, nó nhanh chóng bị hóa thành tro bụi trước cú đấm của Natsu. Sau khi giúp người dân trên đảo, ngoài Lucy nhận được chìa khóa vàng, cả nhóm ra về với hai bàn tay trắng, chưa kể hình phạt cho cái tội làm trái quy định vẫn đang đợi họ ở phía trước. Đại chiến với Phantom Lord. Mối thù cũ của hội Blue Skull ở phần trước đã được lưu truyền tới Phantom Lord, những bóng ma và những vị tiên đã có trận combat rất hoành tráng. Lấy cái cớ đem Lucy trở về, Phantom Lord từ gián tiếp quay sang trực tiếp tuyên chiến với Fairy Tail bằng nhiều trò tiểu xảo, mưu hèn kế bẩn, hãm hại Makarov, bắt cóc Lucy làm con tin, phá hủy hội quán bằng đại pháo Jupiter, vân vân và mây mây. Trận chiến này đã không còn là tư thù cá nhân nữa mà đã trở thành chiến tranh giữa hai bang hội. Tuy rất cố gắng nhưng rất tiếc, đối đầu với hội của nhân vật chính, Phantom Lord chẳng khác nào cái lớp xe vì nó hơi non. Chỉ với một chiêu Fairy Law, một trong tam đại tiên thuật, đã khiến Joe, hội trưởng Phantom Lord bay màu, kết thúc luôn trận chiến với phần thắng thuộc về Fairy Tail. Trong sự kiện này, chúng ta được biết nhiều hơn về quá khứ của Lucy, từ một tiểu thư danh giá trở thành con đổ nghèo khỉ làm nhiệm vụ SML để trả tiền thuê nhà, những góc khuất trong quá khứ của hai chị em Mira từng phải trải qua, cũng như cách họ chấp nhận đau thương để trở nên mạnh mẽ. Cuộc gặp gỡ định mệnh tốn biết bao giấy mực đẩy thuyền cực mạnh từ các fan của cặp đôi Groovia. Sau khi trận chiến kết thúc, sự thật về thân phận của Loki, ngôi sao không thể trở về lại bầu trời, đã được Lucy tìm ra. Loki thực ra là tinh linh cung sư tử, thủ lĩnh 12 cung hoàng đạo. Anh bị trừng phạt vĩnh viễn không được trở về nhà, bị gián tiếp đẩy chủ nhân đến với cái chết. Trong chính thời khắc sinh mạng sắp biến mất, Lucy đã xuất hiện và trở thành chủ nhân tiếp theo của cung sư tử. Phá hủy tháp thiên đường. Sự kiện bắt đầu sau khi Loki trở về tinh linh giới, anh đã tặng cho nhóm Natsu mấy tấm vé đi resort nghỉ dưỡng tại khu du lịch 5 sao. Cũng trong thời gian ăn chơi, Oza bị đem đi bởi nhóm người lạ mặt và nơi họ hướng đến chính là tháp thiên đường.
Tại đây, hội đồng ăn cú lừa tự tay cung cấp năng lượng cho tòa tháp thông qua Ethereum, thân phận đằng sau cái mác anh em sinh đôi của Chela, lý do Urza được chọn làm vật hiến tế. Tuy thể hiện giả tâm của một tên ác nhân, nhưng sự thật đằng sau, Chela bị kẻ khác thao túng, lầm đường lạc lối, tìm cách hồi sinh một kẻ chưa chết bằng cách hy sinh nhiều sinh mạng khác. Trong trận chiến cuối cùng, Simon đã hy sinh mạng sống để cứu Urza. Sau đó, Natsu khai mở long lực bằng cách ăn tinh thể Lacrima, bón hành tàn tạp cho Chela. Hậu quả nằm liệt giường mấy ngày liền. Trong quá trình khám phá tháp thiên đường, quá khứ của Urza, một vài thông tin về Zeref, cách để khai mở trạng thái long lực, ma thuật kết hợp của Juvia và Lucy để mang lại những trải nghiệm đáng nhớ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của người yêu chị đại đã để lại ấn tượng khiến biết bao chị em phải đặt câu hỏi liệu kẻ xấu và đẹp trai có nên được tha thứ. Nội chiến Fairy Tail. Vào ngày 15 tháng 10 năm 784, Lasset, cháu trai của hội trưởng Makarov, ma đạo sĩ cấp S, đã cầm đầu chiến dịch lật đổ hội trưởng đương nhiệm để bản thân trở thành người lãnh đạo. Anh muốn biến Fairy Tail trở thành bang hội bất bại, và muốn làm được như vậy, thành viên trong hội phải là những người xuất chúng, những kiểu đuối xe bị loại bỏ. Không cần biết cách thức này có sai trái hay không, Lasset vẫn quyết định thực hiện, kể cả phải dùng vũ lực để đạt được hiệu quả cao nhất. Bằng cách sử dụng cổ tự ngăn hội trưởng cản trở kế hoạch, bắt những cô gái tham gia Miss Fairy Tail làm con tin. Tuy nhiên, kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo đã gặp biến cố khi con mắt giả của Urza có khả năng kháng ma pháp ảnh hưởng đến thị giác. Lasset sử dụng người dân trong thị trấn ép Makarov phải nhường chức, nhưng mọi người đã bất chấp tính mạng để phá hủy cầu điện. Dưới sự hợp tác giữa Natsu và Gazil, Lasset đã bị đánh bại, đồng thời bị trục xuất khỏi hội do gây nguy hiểm tới người dân và những người trong hội. Sau cùng, lễ hội thu hoạch vẫn diễn ra suôn sẻ, dù có hơi bầm dập một chút. Tại phần này có khá nhiều thông tin hay ho, như pha thể hiện sức mạnh áp đảo, đúng cái danh nữ quỷ Mirazen, nữ pháp sư đối nghịch với nữ hoàng tiên Titania Urza, Fairy Lord của Lasset, Gazil và Natsu năm nay đã hơn 70 tuổi, và cuối cùng là vai trò điệp viên trước khi chính thức tham gia Fairy Tail của Thiết Long. Triệt hạ Ora Seonse. Trước sự bành trướng thế lực của hắc hội nằm trong Liên minh Ba Lam, liên minh bao gồm 3 hắc hội mạnh nhất, Ora Seonse không có nhiều thành viên, nhưng thực lực của mỗi kẻ trong số đó vô cùng ảo ma Lazada. Chỉ cần nhìn vào lực lượng đồng minh được đề cử từ mỗi hội, nổi bật là Zura, một thập thánh ma đạo sĩ, cũng đủ biết Ora Seonse có sức ảnh hưởng lớn cỡ nào. Chú tìm kiếm Chela nhằm mục đích sử dụng Nirvana, một thứ vũ khí cổ đại, cũng có thể gọi là ma thuật cổ đại. Nó có khả năng biến ánh sáng thành bóng tối. Bất kỳ ai có niềm tin không đủ mạnh, một tháng suy nghĩ tiêu cực lập tức thay đổi trở nên tà ác. Những ai đứng giữa ranh giới thiện ác sẽ trở lại với bản tính trước kia, thường sẽ là người tốt. Tuy vậy, đến cuối cùng, Nirvana vẫn bị ngăn chặn bằng cách phá hủy 5 tinh thể Lacrima cùng một lúc bởi sự hợp lực của liên minh 4 hội Castelter, Fairy Tail, Blue Pegasus và Lamia Scale. Người lập chiến công lớn nhất là Đầu Lửa khi cậu vừa phá hủy lõi cung cấp năng lượng, vừa hạ đo sàn chủ hội Zero. Sự kiện về Ora COC kết thúc khi cả hội ăn cơm nhà nước. Sự thật về Castelter và mối liên hệ với Nirvana được tiết lộ. Thiên Long Wendy và Kala chính thức gia nhập Fairy Tail. Happy cũng tìm được chân ái của đời mình. Chela mất đi ký ức, nhưng nhờ đó anh thoát khỏi khống chế, trở về với con người hiền lành, tốt bụng mà Urza từng quen biết. Giải cứu Edolab. Cái sự kiện này diễn ra ở vũ trụ song song, nhưng nó ảnh hưởng trực tiếp tới an nguy của trái đất. Edolab, một thế giới đầy sự thú vị, nơi mà tính cách hoặc ngoại hình của mọi người bị đảo ngược, trừ Mirazen. Mọi chuyện bắt đầu khi đức vua của Edolab muốn lấy đi toàn bộ ma thuật của trái đất. Tuy nhiên, chọn đâu không chọn, lại chọn ngay hội của nhân vật chính. Hậu quả là Edolab trở thành sàn diễn của mấy anh chị đuôi tiên quẩy banh nóc. Ba đứa con của rồng hàng riêu đối với một con rồng hàng pha ghe. Dù lúc đầu hơi chật vật, nhưng với Haki nhân vật chính, dám ba coi thằng làng máy không đủ tuổi sánh vai. Màn gang bang 3-1 rất công bằng, được đẩy lên cao trào. Combo kết hợp phải nói là không một động tác thừa. Trận chiến kết thúc với chiến thắng của Tam Sát Long Nhân, toàn bộ ma thuật của Edolab được gửi ngược lại trái đất. Các Exit theo dòng ma thuật đến trái đất, báo đen Lily gia nhập Fairy Tail và trở thành cộng sự của Gazil. Lysana trở lại mái nhà xưa, đoàn tụ với gia đình và tái gia nhập Fairy Tail. Mythogen trở thành vị vua kế nhiệm, xây dựng lại Edolab từ con số 0. Dù ma thuật không còn tồn tại, Edolab vẫn tiếp tục phát triển, thích nghi với môi trường mới như đã thấy ở lần tele nhầm của Toka. Kỳ thi thăng cấp S. Vào ngày 15 tháng 12 năm 784, thánh địa của Fairy Tail được chọn làm địa điểm thử thách thăng cấp S. Tưởng chừng kỳ thi này chỉ có nội bộ tham gia, đảm bảo an toàn cho tới hết thời gian tổ chức. Ấy vậy, sự xuất hiện của Zeref cũng như hắc hội Grimmoth đã khiến mọi việc thêm phần rắc rối. Grimmoth tấn công vào đảo Tenro, vừa để tìm kiếm Zeref, vừa để thử xem đám hậu bối của Makarov với đám thuộc hạ do chính mình đào tạo, đâu mới là kẻ mạnh hơn.
thay vì BK giữa những thí sinh tham gia, nó lại trở thành màn đối đầu giữa nhóm đảo Tenro với thất độ luyện ngục. Các kẻ đấu giữa hỏa sát long Natsu với hỏa sát thần Zankro, băng tạo Gray với cung thời gian Untia, phán trang Oza với cung đại thủ Azuma, vân vân và Mei Mei đều là những trận combat cực kỳ căng não. Đi kèm với những trận quyết đấu mãn nhãn là những sự thật ngỡ ngàng, ngơ ngác bật ngửa. Untia là con gái của Uru, Kana được Mavis cho mượn Fairy Glitter và cô là con gái của Gildas. Zondio là chủ nhân trước đây của Capricorn, do ngu dốt đã khiến bản thân hợp nhất với Marcus. Hades chính là hội trưởng đời thứ hai của Fairytale, người đã nhường ghế lại cho Makarov để theo đuổi tà thuật. Trận chiến giữa hai bang hội kết thúc khi chùm cuối Hades bị cụ hành sắp mặt. Với sự giúp sức rất lớn của Lasset và bộ ba mèo Happy, Lily, Kala, Hades một lần nữa nhận trái đắng vì dám làm ngài Zeref quên đi giá trị của sự sống. Tưởng chừng sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng cũng được trở về nhà. Hắc Long xuất hiện tuyên bố có cái nịt mà tụi bay được toại nguyện. Chỉ với một cái ho đơn giản nhưng đầy Covid, toàn bộ hòn đảo bốc hơi không một dấu vết. Rất may Mavis tập hợp ma lực của mọi người tạo ra khiên chắn tối thượng bằng ma thuật Fairy Sphere, một trong tam đại tuyên thuật bảo vệ mọi người và hòn đảo. Trong 7 năm bị phong ấn, cơ thể, tuổi tác cũng như ma thuật đều dừng lại. Sự mất tích của các thành viên chủ chốt, danh tiếng của hội mạnh nhất Fiore xuống dốc không phanh, từ nhà mặt phố phải chuyển lên núi sinh sống. Cái danh hội đuôi tiên chỉ còn là quá khứ, chẳng còn ai nhớ tới một thời huy hoàng, đập phá long trời lở đất, nỗi ác mộng của hội đồng. Lúc này, Marco tiếp nhận vị trí hội trưởng, gồng gánh con thuyền gần như không còn đủ sức ra khơi. Một khởi đầu mới, năm X791. Trong khoảng thời gian khó khăn nhất, Marco tiếp nhận vị trí hội trưởng đời thứ tư, trong khi Wakaba là cố vấn. Nó không còn đủ kinh phí duy trì nhà mặt phố, ban hội chuyển đến vị trí vùng sâu vùng xa, chờ đợi từ thiện. Đến năm X791, thời điểm 7 năm kể từ khi nhóm Fairytale ở đảo Tenro mất tích, họ được tìm thấy với tình trạng vẫn còn sung sức và được đưa trở về hội. Tuy vậy, vấn đề cần giải quyết ở đây chính là hội Fairytale đã không còn như ngày xưa, không còn nhộn nhịp như trước, bàn nhiệm vụ cũng chỉ còn mấy yêu cầu lặt vặt, nợ nần chồng chất trong suốt 7 năm qua. Thế nhưng với những con người của hiện tại, mục tiêu xây dựng lại hình ảnh Fairytale năm nào đã có chút thay đổi tích cực. Nhiệm vụ tuy không phải quá nhiều nhưng chỉ ít có chút khởi sắc sau sự trở lại của dàn sao cấp S. Các khoản nợ cũng được đích thân cựu hội trưởng Makarov giải quyết cùng với hai cô gái xinh đẹp. Mọi chuyện đáng ra đã êm xuôi nếu không phải tỉnh thất. À nhầm, họ cho vay nặng lãi Twilight Orc đòi khoản chi trả lên tới hơn 3 tỏi. Kết quả bị dần cho một trận vì cái tội đã ngu còn thích tỏ ra nguy hiểm. Để giải quyết triệt để vấn đề còn tồn động, khôi phục danh tiếng mới là cách hiệu quả nhất. Đối với Lamia Scale hay Blue Pegasus, sức mạnh của Fairytale chắc chắn họ biết rất rõ. Nhưng với người dân Fiore, cái tên Fairytale giờ đây chỉ còn là quá khứ. Cách nhanh nhất để lấy lại danh hiệu top 1 server chính là thông qua việc chiến thắng đại hội ma thuật, đối đầu với các hội mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, được đường chính chính được vương quốc công nhận. Tuy nhiên, sức mạnh hiện tại của các thành viên Fairytale đang thụt lùi, chỉ còn cách luyện tập để bắt kịp thời đại. Các thành viên tập hợp với nhau thành các nhóm nhỏ, cùng nhau tăng cường sức mạnh trong vòng 3 tháng. Những nhóm khác không có vấn đề gì, chỉ riêng nhóm giáo sư gặp phải chuyện bi hài khi ăn chơi ở tinh linh giới, làm hao phí rất nhiều thời gian. Trong cái rủi lại có cái may, nhóm giáo sư được Untia giúp đỡ, khai mở được nguồn ma lực thứ hai. Sau trải nghiệm đau đớn, sức mạnh của từng người tăng tiến, giờ đây họ đã sẵn sàng cho những thử thách tại đại hội ma thuật. Chiến thắng ban hội số 1. Ngày 1 tháng 7 năm X791, đại hội ma thuật chính thức khai mạc. Tuy quyết định tham gia đại hội ma thuật là đúng đắn, nhưng nó không dễ ăn như chúng ta tưởng. Ngay từ vòng loại đã có những thử thách nhất định, cũng như nhiều trò tiểu xảo đến từ bang hội khác. Ravenshell đã cử người tấn công Wendy, khiến nhóm Natsu không đủ thành viên, dẫn đến nguy cơ bị loại. Cũng nhờ sự xuất hiện kịp thời của F-Man, may mắn cộng với trí tuệ của Lucy và Urza, họ thành công vượt qua mê cung, nhưng lại đứng vị trí bét bảng. Với sự lương lẹo, tinh quái, già gân, Makarov gia tăng khả năng vô địch bằng cách đem tới đại hội hai đội Fairytale. Tuy vậy, để chiến thắng đại hội ma thuật, chỉ dựa vào số lượng hay sức mạnh ma thuật vẫn chưa đủ mà còn phải xét tới nhiều khía cạnh khác. Cũng vì chưa kịp thích nghi, trong những ngày đầu Fairytale A và B lần lượt xếp vị trí thứ nhất và thứ hai từ dưới đếm lên. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi Urza có màn trình diễn ao trình vào ngày 3 tháng 7, một mình chỉ đại quẩy tan 100 con quái, được Levi miêu tả như nàng tiên khiêu vũ. Tiếp sau đó, Kana với con hàng mượn từ Mavis, Fairy Glitter phá hủy máy đo ma lực với sức mạnh còn khủng hơn cả thạch thánh Zura. Màn thể hiện của hai cô nàng cá tính như báo hiệu cho những trận combat cực kỳ mãn nhãn sắp tới. Trận đấu tứ sát long vô cùng hấp dẫn, cho thấy sức mạnh áp đảo của Natsu và Gazil so với Sting và Rogue. Thậm chí, một mình Natsu cũng đủ làm gọi song long Sabertooth. Khoảnh khắc Natsu giành chiến thắng cũng đánh dấu sự trở lại của vị vua tuy cũ mà mới trên bảng xếp hạng. Cũng nhờ pha xử lý mất não của đầu lửa, Gazil vô tình phát hiện bộ xương rồng, từ đó những chuyện diễn ra từ thời kỳ loài rồng thống trị đã được tiết lộ.
Thế nhưng, bao nhiêu đó chưa phải tất cả. Sự kiện đại hội ma thuật không đơn giản để tìm ra đâu là bang hội mạnh nhất, mà ẩn giấu âm mưu động trời ở phía sau. Quân đội hoàng gia nhắm vào hai tinh linh ma đạo sĩ đang nắm trong tay 12 chiếc chìa khóa vàng là Lucy và Yukino. Nhóm Chola cũng cảm nhận được điều gì đó mờ ám, bắt đầu hành động trước khi chuyện gì đó kinh hoàng có thể xảy ra. Ngăn chặn 10.000 con rồng. Ngày diễn ra trận chung kết đại hội ma thuật, Fairy Tail buộc phải giành chiến thắng, vừa để lấy lại những gì đã mất trong suốt 7 năm, vừa là điều kiện để cứu Lucy. Makarov cử hai nhóm thực hiện hai nhiệm vụ, một nhóm đảm nhận trọng trách chiến thắng đại hội ma thuật, một nhóm tiến hành giải cứu Lucy vì không có gì đảm bảo bọn họ sẽ giữ lời hứa. Ở mặt trận đại hội, nhóm Erza với sự dẫn dắt của tiên tử chiến lược đã tạo ra sự khác biệt so với phần còn lại, liên tục có những điểm số quan trọng. Sau đó là những trận combat của từng cá nhân và kết thúc bằng hình ảnh hiên ngang đứng trước mặt kẻ địch cuối cùng. Khoảnh khắc Sting cúi đầu cũng chính là lúc nhà vua trở lại với ngai vàng của mình. Fairy Tail, kẻ được cho là yếu nhất, đã chính thức trở lại vị thế số 1 Fiore. Cùng lúc này, nhóm giải cứu Lucy đã phát hiện ra mọi chuyện về kế hoạch nhật thực. Cộng Eclipse và Lucy tương lai chính là người mà nhóm Chela đã gặp. Kẻ phản diện đằng sau tất cả đã lộ diện. Hắn chính là Future Rogue, người đã sa ngã và có ý định thả 10.000 con rồng tàn phá vương quốc Fiore. Trước sự thiếu hiểu biết của công chúa Hisui, cổng Eclipse đã được mở, nhưng sau đó, Lucy và Yukino đã đóng cổng bằng cách sử dụng 12 chìa khóa vàng. Sự kiện kết thúc khi cổng Eclipse bị phá hủy bởi sự hợp lực của Natsu và Atlas Flame, hiện tại đã được bảo vệ và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Buổi tiệc chúc mừng sau chiến thắng đầy nhọc nhằn, cùng với đó là sự tấu hài không chỉ của Fairy Tail mà còn của các hội khác, đã tạo nên không khí vui nhộn, xua tan đi sự đau buồn từ trận chiến trước đó. Tuy thế giới đã được bảo vệ, mọi người đã có cuộc sống yên bình, nhưng vẫn có điều làm chúng ta tiếc nuối, chính là sự hy sinh của Untia. Cô đã dùng cả thanh xuân của mình để đổi lại sự sống cho rất nhiều người, nhưng chỉ những người hiểu được các khoảnh khắc rất nhỏ ấy mới biết được sự hy sinh đó lớn tới mức nào. Thông tin trong phần này khá nhiều, như sự trở lại của xác thần thuật, bí mật về cái tên Lumen Histoi, cung hoàng đạo thứ 13, sự xuất hiện của những con rồng. Thông tin về cánh cổng Eclipse cùng với sự liên quan đến tổ tiên của Lucy, phần nào lý giải vì sao tiên linh thuật là mấu chốt để sử dụng. Cũng do ma thuật từ cổng Eclipse gây nhiễu loạn khắp nơi, đã tạo ra nhiều hiện tượng cực đoan, và nó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến sự nổi loạn vô cớ của các tiên linh cung hoàng đạo. Giải cứu làng Thái Dương. Sau khi giành chiến thắng tại đại hội ma thuật, người người nhà nhà không ai là không biết tới Fairy Tail. Nhiệm vụ chống chơn này đã chật kín, trong số đó có nhiệm vụ đặc biệt được chính tay thập thánh ma đạo sĩ Warroth yêu cầu. Cái tên này không lẫn vào đâu được vì ông chính là một trong bốn người sáng lập Fairy Tail, hiện tại là người duy nhất thực sự còn sống và đang là người mạnh thứ tư Fiore. Đây là nhiệm vụ được một người có địa vị yêu cầu, nên để tránh Natsu và Gray làm trò con bò như lần trước, Chi Đại cùng với những người còn lại cũng tham gia thực hiện. Tại đây, nhiệm vụ chính là giải quyết Kỵ Băng Hà tại làng Thái Dương và họ phải chạm trán với kẻ địch mới lẫn kẻ thù cũ. Đầu tiên là một nhóm thợ săn kho báu, sau đó là một con quỷ với ma thuật làm teo nhỏ cơ thể, nói đúng hơn là giảm tuổi tác. Minerva, người đã mất tích sau trận đấu cuối cùng ở đại hội ma thuật, đã tái chiến với Erza nhưng tiếp tục ngậm cháy đắng. Sự kiện kết thúc khi Gray hạ gục con quỷ có skill khống chế, rã đau ngọn lửa vĩnh cửu, nát sư hạ gục con quái vật một mắt, đồng thời tiếp sức thổi bùng ngọn lửa vĩnh cửu. Ẩn bên trong ngọn lửa chính là hỏa long Atlas Flame, con rồng đứng về phe nát sư trong sự kiện Eclipse. Sở dĩ ông xuất hiện và nói chuyện được là do Wendy sử dụng ma thuật triệu hồi linh hồn. Được biết, làng Thái Dương là quê hương của Flare, thành viên cũ của Raventhal. Atlas Flame là người bảo hộ của làng, ngọn lửa vĩnh cửu, vị thần mà người dân ở đây tôn thờ. Người đóng băng toàn bộ ngôi làng là một băng sát quỷ, vì lầm tưởng Atlas là một con quỷ. Đồng thời, ông cũng nói thêm về việc Ignil đã thất bại trong việc tiêu diệt END. Bằng chút sức mạnh còn lại, Atlas Flame đang tỏa hơi ấm, giải thoát ngôi làng khỏi Kỵ Băng Hà. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, nhóm Natsu có cuộc trò chuyện nho nhỏ với người khổng lồ, sau đó trở về nhà, không hề hay biết cổng địa ngục đang chuẩn bị mở cửa. Tiêu diệt Tartarus. Sau những gì xảy ra tại làng Thái Dương, thông tin về hắc hội Tartarus, nhóm Natsu trở về báo cáo cho Makarov, nhờ ông nói lại chuyện này với hội đồng. Tuy nhiên, không để mất thời gian, Tartarus đã bắt đầu hành động bằng cách nhắm vào các thành viên của hội đồng. Cụ thể, thông qua kế sách của chúng, Fairy Tail biết rằng Tartarus muốn sử dụng Fae, một vũ khí cổ đại có khả năng làm bay màu tất cả ma thuật. Tartarus là tập hợp của những con quỷ, bọn chúng lại sử dụng chú thuật nên không bị ảnh hưởng. Kế hoạch đánh bom hội Fairy Tail hoàn toàn phá sản khi Kana gom những người trong hội và những lá bài mà tạo ra pha phản công tức thì vào trụ sở của Tartarus. Wendy nhận nhiệm vụ phá hủy Fae, nhưng không may, cô bé đã phải đối đầu với một trong những con quỷ mạnh nhất Tartarus, Ezel. Tại trận chiến này, Wendy thức tỉnh long lực nhờ sự gợi ý của Kala, cô bé hạ gục Ezel và phá hủy thành công Fae. Tuy vậy, mọi nỗ lực gần như sụp đổ khi biết rằng số lượng Fae không chỉ có một mà lên đến gần 3.000, không cần đến trực tiếp vẫn có thể kích hoạt tất cả.
Thế nhưng, team Fairytale vẫn có lợi thế khi lần lượt các thành viên của Tartarus bị đánh bại. Maggie, kẻ mạnh nhất Tartarus, sử dụng một kỹ năng biến pháo đài bay thành vật thể sống, kéo tất cả hợp nhất với nó. Tuy nhiên, quỷ tính không bằng tác giả tính. Lucy với hào quang nhân vật chính là người duy nhất không bị ảnh hưởng. Thế nhưng, một mình chị tóc vàng không thể giải quyết quá nhiều kẻ địch, chưa kể chìa khóa Friendzone đã bị phong ấn. Phân cảnh Lucy chia tay Aquarius để triệu hồi tinh linh vương đã đem lại rất nhiều cảm xúc khó tả. Tuy đau buồn, nhưng sự hy sinh này đã mở toang cánh cửa dẫn đến chiến thắng sau cùng của Fairytale. Biến đau thương thành sức mạnh, Lucy có được trạng thái mới từ những gì còn sót lại của Aquarius. Một đoàn tấn công Urano Magia hạ gục hoàn toàn Jekyll. Ở mặt trận còn lại, Gray nhận được băng xét quỷ từ cha mình sau khi đánh bại ông. Nói đúng hơn là nhờ sự giúp đỡ của Juvia khi đã hạ gục Kay, thầy đồng của Tartarus. Gazil và Tora Fuza cũng là trận đấu rất mãn nhãn, nhưng mọi sự chú ý đều hướng đến pha hô hấp nhân tạo từ Levi dành cho Gazil. Mira đã có trận đấu xuất sắc khi hóa giải thành công kẻ mang năng lực nguy hiểm nhất Sela. Trận chiến giữa chị đại Erza với Kyoka là một trong những trận combat để lại ấn tượng rất lớn. Dù đối phương ở trạng thái bình thường, liên kết với Faye tiến vào trạng thái Aetherius, gia tăng sự đau đớn và khóa năm giác quan, chị đại vẫn tuyên bố Kyoka là DBRR. Một đổ hành siêu to khổng lồ ném thẳng vào mặt Kyoka, cho thấy tinh thần bất khuất kiên cường của nữ hoàng tiên Titania. Nhờ sự xuất hiện của năm con rồng mất tích vào năm X777, Faye bị phá hủy, Maggie bị đánh bại bởi Nasu và Gray. Zeref xuất hiện tiễn quỷ vương một đoạn, lấy lại quyển sách END rồi rời đi ngay sau đó. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại, Agnonosia không chỉ lấy đi nước mắt của Nasu mà còn của người xem khi hắn kết liễu Ignil, người cha mà Nasu tìm kiếm bấy lâu. Họ vừa mới đoàn tụ chưa được bao lâu đã phải xa nhau mãi mãi. Nasu đã rơi lệ, những giọt lệ của sự đau buồn, kèm với đó là sự bất lực, tự trách bản thân quá yếu. Tuy cái kết có hơi buồn, nhưng đổi lại đó chính là động lực, niềm khích lệ để trở nên thật mạnh mẽ, đủ sức hạ Agnonosia và Zeref một lần và mãi mãi. Sau khi sự kiện kết thúc, Nasu quyết định đi chu du khắp nơi, kết hợp với luyện tập. Cậu tới đảo Tendo chào hỏi đệ nhất trước khi lên đường tìm kiếm thử thách. Về phía Fairytale, hội trưởng đã quyết định giải thể và biến mất không rõ nguyên nhân. Fairytale tạm thời biến mất trên bản đồ, chờ ngày quy tụ anh tài thêm một lần nữa. Kết thúc trận combat với hắc hội Tartarus, ta biết được mục đích của chúng là hồi sinh hội trưởng END, đường đường chính chính về bên ngài Zeref. Tại đây, chúng ta phải chứng kiến năm cuộc chia ly. Đầu tiên là Lucy với Aquarius, gần đây với cha mình Silver, Nasu với cha nuôi Ignil, và cuối cùng sự chia ly lớn nhất, sự tan rã của hội Fairytale. Sự bành trướng của giáo phái Avatar. Sau khoảng thời gian Mayan ẩn tích, ăn chơi khắp nơi, Nasu đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa. Người ta bảo rằng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nhưng lúc lễ hội ma thuật đang diễn ra, đầu lửa xuất hiện và để lại dấu ấn khó quên. Không chỉ của hành bang hội vừa chiến thắng, thách đấu với bất kỳ pháp sư nào đang có mặt, Nasu còn tiện tay nung chảy đấu trường cùng với trang phục của tất cả mọi người. Sau một năm time skip, mặc dù não vẫn rỗng, nhưng sức mạnh đã có sự thay đổi rõ rệt, nhất là về mặt ma lực. Chính sự có mặt cùng với màn thể hiện đúng chất dân chơi đã trở thành tâm điểm, đem lại sự phấn khích, thay thế cho sự nhàm chán, tẻ nhạt của đại hội ma thuật. Chưa vui mừng được bao lâu sau khi gặp lại chi kỷ, Nasu đã phải đứng hình khi nghe tin Fairytale đã giải tán. Biết rằng cô gái tóc vàng vẫn luôn tìm kiếm thông tin và những người trong hội, Nasu quyết định phải hồi sinh Fairytale dù bằng bất cứ giá nào. Sáng hôm sau, Lucy vừa mở mắt đã thấy xung quanh toàn là lính E, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay lập tức bị Nasu đưa em đi trốn. Để báo hiệu cho sự trở lại hoành tráng của hội Fairytale, Nasu đã có pha xử lý đi vào lòng đất khi dùng lửa khắc tên hội lên cung điện hoàng gia. Ôi, xuất sắc mẹ luôn! Để tập hợp toàn bộ thành viên không phải chuyện một sớm một chiều, cho nên tạm thời tập hợp thành viên của nhóm Nasu trước đã. Wendy và Carla sau khi rời Fairytale đã gia nhập Lamia Scale, hiện tại đang là Super Idol tại thị trấn Margaret. Trải qua trận chiến với Orochi Finn, Wendy và Carla tham gia nhóm. Khi đến làng mưa, Lucy gặp Juvia và biết được cô và Gray từng sống chung với nhau. Hiện tại hoàng tử băng đã mất tích. Nasu nghe tin về hắc hội mới nổi mang cái tên rất Facebook, giáo phái Avatar. Với tư tưởng kế thừa liên minh Ba Lam, hy sinh tất cả vì ngài Zeref, nhưng chưa chắc Zeref biết đến hội này. Tuy vậy, điều khó tin nhất, Gray hiện đang là một trong những thành viên cấp cao của Avatar. Rogue và Minerva nhận nhiệm vụ tiêu diệt tỉnh thất bồng con, giáo phái Avatar, nhưng bị Nasu ngăn lại do cậu nghe được những lời cuối cùng của Future Rogue. Và những phút cuối cùng, Gray lật kèo, anh chưa bao giờ sa ngã hay có ý định trở thành ác nhân. Vốn dĩ thâm nhập vào giáo phái với tư cách điệp viên được chủ tịch Erza cài vào điều tra thông tin, ngăn chặn kế hoạch hiến tế đầy mang rợ.
Avatar chọn thành phố Manba làm nơi thực hiện kế hoạch bằng cách san phẳng tất cả sự sống để thu hút Zeref, nhưng quá nhỏ lại gặp phải Fairy Tail. Từ thời khắc Urza và Wendy có mặt, nhóm lá sư tội đội mạnh nhất Fairy Tail đã chính thức tái hợp. Bất lực trước sức mạnh hack game của đối thủ, hội trưởng Avatar triệu hồi Ikusa Tsunagi, một trong thập bát chiến thần của tộc Yakuma. Nghe có vẻ nguy hiểm, nhưng gặp thằng nhân vật chính cũng phải tắt điện. Chỉ với vài chiêu cơ bản, có át chủ bài của Avatar chỉ còn lại đống cho tàn. Sau khi trận chiến kết thúc, bóng ma quá khứ cũng biến mất. Future Lucy và Future Rogue đã có một cuộc sống hạnh phúc. Tại đống đổ nát từng chứng kiến sự chia ly, phái hội hùng mạnh nhất lục địa Isgard chính thức hồi sinh. Alvarez và Agnonozia. Sự trở lại của một huyền thoại vẫn chưa thể trọn vẹn khi thiếu sự hiện diện của người cha già vĩ đại, hội trưởng Makarov. Thì ông đang ở Alvarez đàm phán về việc ngưng cuộc xâm lược, nhưng không may cho lắm vì hoàng đế bí ẩn ấy là chính là Zeref. Yonasu được Matt dẫn đường, hành trình giải cứu Makarov khá gian nan khi họ phải chạm trán hai trong số 12 cá nhân mạnh nhất Alvarez. Nhờ sự xuất hiện đúng lúc của Lasset, Yonasu thành công trở về an toàn. Sau khi trở về hội, việc trước tiên cần làm là ăn mừng. Một lúc sau, Mavis xuất hiện, bà kể về lịch sử hình thành, cuộc chiến thương mại, tình yêu với Zeref và thứ ma thuật vô hạn Fairy Hurt. Trong cuộc họp nội bộ Alvarez, cuộc chiến xâm lược Isgard chính thức bắt đầu do mối đe dọa như Fate hay Aetherion đã không còn. Trận chiến diễn ra ngay trong đêm, thiên tài chiến lược Mavis trực tiếp dẫn dắt. Tuy vậy, một bang hội solo với một đế quốc không phải chuyện dễ dàng. Cùng lúc này, Lucy phát hiện Brandis, người đã thu nhỏ cả hòn đảo, đang có mặt ngay trong phòng tắm của mình. Rất may vì quốc sư chưa có ý định gây tổn thương cho Lucy hay Magnolia. Về phía Urza, cô đang chiến đấu với Azil, nhưng do năng lực vô hiệu hóa ma thuật không gian của Marin, Urza thất thế khi không thể hoán phục. Sau khi Lucy hạ Marin, Urza kết hợp cùng khả năng bách phát bách trúng của Bitka đã hạ được Azil. Sau khi bão cát biến mất, Brandis bị bắt do không thể chiến đấu vì dị ứng phấn hoa. Ở một diễn biến khác, nhóm Gray chạm trán với những con robot có khả năng phân tích điểm yếu, từ đó thay đổi khắc chế cứng từng đối thủ. Tuy vậy, bọn chúng không có khả năng thay đổi nhiều lần. Bằng cách đổi vị trí cho nhau, mấy con robot trở thành đống sắt vụn bị đem đi bán phế liệu. Thủ lĩnh của chúng đã tìm đến nhà thờ Cardia, nơi đặt thuật thức bảo vệ toàn bộ Magnolia của Fritz. Qua là một cô máy công nghệ cao, cho nên ma thuật mắt hoàn toàn vô dụng. Sự xuất hiện của Ichiza khiến khả năng phân tích điểm yếu hoàn toàn vô dụng. Không phải do Ichiza quá hoàn hảo, mà ngược lại, anh có quá nhiều điểm yếu, làm cho hắn bất ngờ và cờ lờ. Nhận được tín hiệu dọn xong lính lát từ nhóm sát Long Nhân, Ichiza cùng Fritz hạ quân trong một nốt nhạc. Cái đầu còn sót lại phát nổ, gây thiệt hại lớn cho nhà thờ, cũng như gây trọng thương cho Lôi thần tộc. Cùng lúc đó, ngoài cảng Hageon, các tàu chiến lần lượt đổ bộ. Bản thể thực của One tặng Fairy Tail một phát bắn, đủ sức thổi bay cả bang hội. Nhưng Ichiza đã dùng tàu Tristina ngăn cản, đồng thời gửi tín hiệu đến các bang hội trên toàn cõi Fiore. Với chiến thuật của Mavis, các nhóm bắt đầu tách ra hành động, nhưng lại thiếu đi gương mặt vàng trong làng phá game là đầu lửa. Nasu lúc này đã chạy đến chỗ Zeref, quyết định solo một mất một còn với anh trai bằng lượng ma lực còn sót lại của Ignil. Thông qua trận chiến giữa hai anh em, sự thật về gia đình, thân phận IND của Nasu cũng được tiết lộ. Sau khi biết mối liên kết giữa cả hai, Happy ngăn không cho Nasu tiêu diệt Zeref, vì một khi Zeref chết, Nasu cũng đi bán muối. Quay trở lại với Brandis, cũng bị nhốt ở tầng hầm và thêm chút nữa bay màu bởi tên cẩn thận, nhưng may mắn được Lucy giải cứu kịp thời. Trong cuộc trò chuyện giữa cả hai, mọi sự hiểu lầm đã được tháo gỡ. Cuộc hội ngộ với Aquarius, một phần quá khứ và sự thật về cái chết của mẹ Brandis. Nasu được Happy đưa về trong trạng thái bất tỉnh, trái tim gần như ngừng đập. Bà Bolusika cho rằng trong cơ thể Nasu đang có một khối phản Eterno, nếu không phẫu thuật, Nasu sẽ chết. Hiện tại không ai ở Isgard, kể cả bà, có thể làm được điều này. Nhờ vào sự giúp sức từ Brandis, tình trạng của Nasu đã được cải thiện phần nào. Tình hình chiến trường bắt đầu phức tạp, các trận chiến diễn ra liên tục, các hành viên thập dị thuẫn từ từ xuất hiện. Ba người trong tứ thần kết hợp với Jura cũng chẳng thể làm gì được God Serena. Chỉ khi Agnonozia xuất hiện tiễn Bác Long về trời, cơ hội chiến thắng mới phần nào tăng lên. Wendy và Seria chạm trán Di Maria, nên hết đối đầu với Cheola, Urza và Kagura, Lasset trực diện với Won. Trước tiên là Lasset, kèo này anh khá thọt khi đối thủ có thể kháng được lôi thuật, cộng với di chứng từ đợt Tartarus vẫn còn. Trong khoảnh khắc ôm bom liều chết cùng kẻ địch bằng thuật thức, Won quay nhầm vào nút tự hủy khi xóa bỏ thuật thức, đồng thời xóa luôn những hạt ma chướng. Sau khi hồi tưởng quá khứ, sấm sét sơn từ vàng sang đỏ đưa Won về với lòng đất. Di Maria chỉ phải chạm trán với hai em Loli, nên rất tự tin với ma thuật ngưng động thời gian. Nhưng sự xuất hiện của Ultia đã gieo sầu cho team bạn. Di Maria trong trạng thái thần hồn đã bị đánh bại bởi tam nguyên Seria cùng với sự hỗ trợ từ Wendy. Jacob thất bại trước sự thông minh từ Lucy, cũng như màn teamwork chuẩn chỉ từ Nasu và những người khác.
nên hát với lịch sử tử thi gây hoảng loạn cực độ trên chiến trường khi hồi sinh những người đã chết. Nhưng với chị Đại, ma thuật này chỉ là mũi, một thứ áp lực vô hình khi những tử thi đang có mặt tự động tan biến. Chứng kiến người thương bất tỉnh, Chela nhẹ nhàng tặng một phát Grand Chariot thẳng mặt nên hát. Quay trở lại với giám sư, lúc này đang trên đường đưa Brandit bàn bạc với August để kết thúc trận chiến. Nhưng Matt đã phá hỏng tất cả, thay đổi ký ức của Brandit khiến cô đâm August. Gazil đang chiến đấu với Bloodman, lẽ ra Gazil đã khuất núi cùng với hắn, nhưng vô tình được cứu bởi vũ trụ đồng nhất của Irene. Bên trong hội Fairytale, Kana đang cố gắng giải thoát Mavis khỏi khối Lacrima khổng lồ. Cũng nhờ ma thuật từ Irene, Zeref đã đến gần Fairyhead, trong khi Agnonozia bị đẩy ra tận ngoài biển. Theo sự chỉ dẫn từ Zera, các thành viên nhanh chóng tiến về hội Fairytale. Trong khi đó, Mira quyết định chiến đấu với hai cận vệ của Irene. Trong hình thái Allegria, Mira không gặp quá nhiều khó khăn để đánh bại cả hai. Nhờ sự giúp đỡ âm thầm của Brandit, Mira bảo toàn được mạng sống. Tại hội Fairytale, 12 tấm khiên hội ngộ dấu hiệu sự bắt đầu của trận combat cuối cùng. Đầu tiên, có Serena được hồi sinh, dù tỏ ra rất bo đôi với 8 nguyên tố, nhưng xui một chỗ đụng phải Gildas, và sau đó, à mà làm gì còn sau đó nữa. Ở một nơi khác tại chiến trường, Gray đụng độ với Inven, một thập nhị thuẫn, một bậc thầy đóng băng. Rất tiếc cho anh khi đi vào với xe đổ của Nenhat, chứng kiến người con gái vì mình mà hy sinh, đau thương hóa thành sức mạnh, đó không chừa phát nào kết thúc chuỗi lập công của Inven. Ở phía Nasu, Nenhat được tăng cường từ Irene, tự tin mình có thể làm gọi Urza hoặc bất kỳ kẻ nào dám cản trở. Tuy nhiên, chưa kịp làm gì đã bị đầu lửa đấm cho ngu người. Brandit cố tình thách đấu Lucy, dự định giả vờ thua nhưng không thể qua mặt được Di Maria và gây kết xém chút mất mạng. Trong khi đó, Irene sắp hoàn thành phân tách Fairyhead, nhưng một thoáng mất tập trung đã để Mavis trốn thoát. Sau khi thức tỉnh, Nasu cụ hành Di Maria, hiện tại cậu đang ở ngoài chiến trường, điên cuồng tìm kiếm Zeref. Nasu và Gray xảy ra trận chiến nho nhỏ trước khi Urza xuất hiện cùng với hai cô gái mà hai anh vô cùng yêu quý. Tại chiến trường, Irene cường hóa binh lính Alvarez biến họ thành những con quái vật mất trí. Makarov buộc phải sử dụng Fairy Law, dù ông biết nếu sử dụng trên phạm vi lớn sẽ cực kỳ nguy hiểm. Urza cùng với Wendy đại chiến với tổ mẫu sát Long Nhân, cũng chính là mẹ của chị tóc đỏ. Dù có rất nhiều lợi thế, nhưng sau cùng bà vẫn không thể chiến thắng được tình mẫu tử. Lúc này, Nasu có một chuyến du lịch trong tâm trí để nhìn lại quá khứ của mình. Cậu buộc phải chọn một trong hai trường hợp là long hóa hoặc quỷ hóa. Nasu không chọn cái nào vì cậu là con người. Fairytale dần lấy lại lợi thế khi địa hình quen thuộc. Mira hạ Jacob, Lysana và F-Man hạ được Azil. August cũng chính thức ra trận. Sau một thời gian chiến đấu, Judas nhận ra điểm hạn chế của ma thuật sao chép. Không còn gì để mất, ông định kéo tất cả lụi tàn cùng với mình. Nhưng ở phút cuối, ông đã thấy Mavis, người mẹ mà ông khao khát được gặp. Và rồi, ông quyết định dừng lại. Agnonozia chà đạp cơ thể Irene, xém nữa tiễn Urza theo mẹ, cũng may Chela cứu kịp. Anna thực hiện kế hoạch dẫn dụ Hắc Long tới vết nứt thời gian, nhưng vị trí đáng ra nó phải xuất hiện là không thấy đâu. Cùng lúc này, Zeref đã hấp thụ Fairyhead, anh tự nhận bản thân đạt tới sức mạnh của một vị thần. Lucy và Gray tìm thấy quyển sách END, các ký tự trong sách đang dần biến mất, đồng nghĩa rằng Nasu đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Không chần chừ, Lucy quyết định viết lại toàn bộ END, cứu sống Nasu, dù ảnh hưởng của quyển sách lên cô không hề nhỏ. Chính Zeref cũng phải bất ngờ khi kiệt tác của mình bị chỉnh sửa. Sau đó, Nasu đến bạn anh trai, chào tạm biệt lần cuối và vui vẻ khi biết rằng Zeref và Mavis đã ra đi cùng nhau trong hạnh phúc. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc khi Zeref biến mất, Agnonozia bị giam cầm trong vết nứt. Nhưng không, đúng với kế danh Hắc Long, hắn ta trở lại sau khi hấp thụ vết nứt thời gian. Với năng lực mới, Agnonozia kéo tất cả xác Long Nhân tại đó đến với chiều không gian của riêng hắn. Cơ thể rồng tàn phá bên ngoài, trong khi tâm trí của hành thất xác Long ít ga. Kế hoạch giữ chân đã được lập ra bằng cách sử dụng Fairy Sphere như một chiếc lồng. Trước ma thuật của toàn lục địa, Agno bó tay chịu trận. Nasu với sức mạnh mang tên Thất Hỏa Long thành công hạ bệ vua rồng. Trận chiến kết thúc, bảy sai Long Nhân trở về với những người mà họ yêu quý. Chiến thắng sau cùng dành cho Itga nói chung và Fairytale nói riêng. Sau một năm từ trận chiến, cuộc sống đã ổn định trở lại. Lucy đoạt giải tân binh văn học. Gazil và Levi sắp lên chức phụ huynh. Groovia có tiến triển. Chola có lại quyền công dân, Zeref và Mavis có được cuộc sống mới, vân vân và mây mây. Tuy nhiên, hành trình vẫn chưa kết thúc khi nhóm Nasu vẫn tiếp tục viết nên câu chuyện mới thông qua hành trình trăm năm. Vừa rồi là tất tần tật về lịch sử của hội Fairytale. Nếu thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên ấn like cũng subscribe để ủng hộ kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.